nó chi phối ở lỗ tai, ở mắt, ở mũi, ở miệng mình. Cho nên khi người lớn tuổi á, là khi mà bị ù điếc tai á, là không phải chỉ có cái nghe không được, mà mắt cũng kém hơn, mũi cũng không nghe mùi được tốt, và ăn uống cũng không được ngon. Cho nên là khi mà mọi người thấy để ý là khi tôi điều chỉnh thì chắc có lẽ bác gái anh thì bác gái sẽ thấy một điều là gì, là sẽ thấy mắt ổng khá lên, cái miệng ổng á ăn sẽ ngon hơn và mũi sẽ ngửi tốt hơn. Cho nên cái bài học của chúng ta đó, nó có một cái kẹt mà mọi người không được làm, đó là kéo cổ. Tại kéo cổ là tôi phải học bao nhiêu năm trời mới nắm được kéo cái cổ. Nó là cả một cái kỹ thuật, mà cái kỹ thuật đó mà mình sơ suất một cái là chết liền. À, thì hôm nay á là bắt đầu tôi sẽ là giải thích cái chuyện của bác này. Hệ thống tuần hoàn trong ý mơ mạch đó, bởi vì cái mà mình học đang đây học đây á, là lani di sin the capillary. Và cái mà tôi nói là trên thế giới này chưa có ai giải thích vấn đề này hết. Cho nên tôi nói rõ, vì cái này tôi là người tìm ra. Thì từ cái phương pháp của thể lịch á, mà tôi phát hiện ra lý mô mạch á, do đó là khi mà điều trị á, thì tôi điều trị toàn bộ là vấn đề lý mô mạch hết. Cái mà hôm nay á, là chúng ta học á, là chỉ là một cái gốc của trong cái lý mô mạch mà thôi. Rồi hôm nay tôi sẽ làm cho mọi người thấy cái lý mô mạch nó là thế nào. Hệ thống tuần hoàn của cơ thể mình á, là 5 lít máu. Và 5 lít máu đó là tim có nhiệm vụ đưa đi lên đầu, đưa ra hai tay và đưa xuống chân. Thì bây giờ là muốn điều trị cái lỗ tai này á, thì chúng ta phải khóa hai cái động tĩnh mạch lớn ở bẹn. Ta khóa hai cái động tĩnh mạch lớn của hai tay. Như vậy toàn bộ 5 lít máu nó sẽ đi lên trên đầu. Và toàn bộ nó lên trên đầu á, nó tuần hoàn đầu á, thì có một cái nguy hiểm là người bị huyết áp cao là phải câu chuyện. Thành ra là nếu như bác này bị huyết áp cao thì khi ta làm á, thứ nhất là ta phải làm nhanh, thứ hai là ta hỏi bữa nay có nhức đầu có khó chịu không, và trong khi làm á mà thấy có đau đầu nhức đầu á thì cũng phải nói để ngay cái động tác đó. Mà nếu như mà không có vấn đề gì á thì cái tác dụng của nó rất nhanh và bất ngờ. Cái điều đó không có, trong y văn thế giới mọi người đọc đi sẽ không bao giờ có những cái điều này. À, nhưng mà hôm nay tôi giải thích để mọi người hiểu tại sao cái vấn đề hồi nãy mình thấy bẻ tay bẻ chân rồi nó cái đó chỉ là một cái nhỏ thôi, trong khi mơ mạch nó còn cả một cái vấn đề lớn trong đó nữa. Cho nên anh này mới nói cái tay tôi đau vậy. À, tôi đã đau thì có gì đâu, tôi khóa cái này, tôi mở cái này cái tay hết đau liền. Nhưng mà những cái đó là tôi đâu có giải đâu, bởi vì mình đâu có thời gian. Ở đây mình đã điều trị rồi, đã mất hết thời gian rồi. Cho nên ở đây là có Quy này, sắp tới là Quy về Việt Nam tôi cho học một cái lớp đặc biệt. À, là trong vòng nửa tháng tôi cho người huấn luyện đàng hoàng để sau này Quy dòng trở về đây biết mà giúp cho bà con. À, thành thử là để nói cho mọi người là cái mà chúng ta thấy là chỉ là mới cái sơ khởi thôi. À, chứ còn một cái nữa tôi xin lỗi là thầy có những cái người mà bị tai biến á. Tại vì tai biến cực lắm, chứ không có phải làm phép thuật được đâu. Mà chữa tai biến là phải có người nhà thành tâm đến mà giúp cho người nhà. Thì lúc đó tôi dạy cho mấy cái cách để mà làm. Chứ còn tai biến bấm một cái đi liền đâu có khó đâu. Mọi người thấy hôm qua có mấy người, cái ông đó là bấm xong là đi được liền. Nhưng mà đi chưa ăn thua, nếu mà ta làm đủ bài người ta chạy luôn. Do đó là những cái đó thì không có thể nào dạy trong một chút xíu mà làm được. Mà chữa thì như tôi chữa là mất cần cả mấy tiếng đồng hồ, thì làm sao mình có thể giúp người khác được. Thành ra mọi người thông cảm. Rồi bây giờ á là chúng ta sẽ thử bác này trước bằng cách đó là bác này sẽ lấy cái chân á là gạt người bác đó. Bây giờ chị lấy cái tay đi và ổng phải làm giống như chị, bỏ vậy đây đây này nè. Rồi bây giờ ổng bắt kéo cái chân trái này đó. Là đã thay bằng đầu gối sắt rồi. Dạ, kệ bây giờ cái đau là đau bên này.
biết rồi, bây giờ bắt theo, vậy nó bắt theo. Bây giờ lúc này mình không có sử dụng đầu gối mà mình sử dụng hai mặt nạ này. Rồi khi mà mình bắt réo, khi mà mình bắt réo thì máu nó sẽ bị chặn ở đây và nó không xuống chân được, bị ảnh hưởng thành. Do đó mình thấy để ý là những cái quán bar đó là tại sao họ làm cái ghế cao để cho mình ngồi á, để cho mình thòng xuống. Cho nên là mình ngồi ở trên phía trên á là mình máu nó thông ra là mình ngồi lâu được. Còn mà mình ở nhà mà mình không muốn khách mà ngồi lâu á, mình kiếm ghế thấp thấp á, họ ngồi á, hơi họ téo chân, họ lê chân hết, họ không ở, họ về, phải không? Đấy. Rồi bây giờ bắt cầm cái máy đi. Đấy. Rồi bây giờ là nắm tay lại, chân dựng kéo đó, ok. Rồi hai tay nắm lại hết, và hai tay nắm hết là đi đúng chỗ đất. Đầu cái vai, đầu cái vai nó rã hết rồi. Thì khi mà đất này mà hoàn chặn hết mấy cái hai mạch máu này, chặn hết hai mạch máu này thì máu bây giờ nó vô lên đầu rồi. Bây giờ bác nghe cái đầu sao nè? Em nói lại. Bây giờ nghe cái đầu làm sao? Bây giờ cảm giác. Bây giờ cái đầu là nhức gãy. Nhức gãy. Thì người đó đương nhiên là hồi xưa gì nhất. Nhưng bây giờ khi mình chặn cái này á thì thấy cảm giác sao? Thấy bây cảm giờ giác. Thấy cảm giác làm sao? Khi mà chặn cái này. Cảm giác gì? Cảm giác khi chặn là cảm giác đầu. À. Không có cảm giác gì ở trên đầu cả. Mọi người thấy khi mà trận mà không có cảm giác gì đó, là chứng tỏ rằng cái mạch máu nó bị sơ nhiều quá. Chứ thường thường cái người thường một chút xíu mọi người đây sẽ bắt đầu tập làm đó. Sẽ khi thấy mình trận như này cái là đầu lên quần quần liền. Tại vì máu lên. Rồi mọi người nhìn đây ha, bắt đại quy này nha. Thì ở cái giữa cái cơ ức đồng chờ chấm và cái xương hàm này á, nó có một cái động mạch lên đây, người ta gọi là động mạch cảnh. Thì cái nhiệm vụ của mình á là mình đẩy máu lên động mạch cảnh này nè. Mọi người á là nhìn tôi nè, để nguyên nha. Một tay á thì tôi chặn đầu, một tay á là tôi chặn ngay đây và tôi đẩy máu lên. Chút xíu mình sẽ làm, rồi tôi đẩy máu lên. Và khi tôi đẩy máu này lên á, thì nó sẽ bơm lên trên nhiều hơn. Làm như vậy là thấy dễ chịu. Đó, bởi vì máu lên á, bác nói là thấy dễ chịu. Và bây giờ á, là ta sờ vô mạch máu này, là ta đẩy lên. Thì ta, phương pháp này nó gọi là bơm máu lên đầu. Và khi mà chúng ta làm em này chậm rồi, và khi rồi người ta buông máu lên đầu thì khi buông máu lên đầu vậy á là nó vô đầy đủ trong cái lỗ tai thì bác sẽ nghe dễ chịu hết. Và bây giờ đến cái lúc mà ta vê tai, vê cái tai, vê là vê trên này, vê giữa này, rồi vê ở giá tai. Và khi ta vê như vậy á thì máu nó sẽ lên đầy ở trên chỗ này, rồi ta sẽ dùng cái con tay buông máu vô tay, thấy không? Buông máu vô tay đó. Thì khi ta buông máu vô tay á thì cái lỗ tai đỏ lên hết, mọi người thấy không? Bác bây giờ ở đây nghe gì không? Dạ nghe thấy. Nghe không? Vâng. Ta nghe bằng cái tai đó đấy, tai đó là tai điếc 100% đấy mà nó tự nhiên nghe được đấy. Đấy, nó tự nhiên nghe được ha. Rồi, mọi người lấy cho tôi miếng giấy. Thì bây giờ máu tôi đưa vào đây rồi, để tôi cho mọi người nhìn đây nè. Thầy coi là cho học viên ở dưới này thấy được không thầy, cho bác V, V, V ở đây, rồi V ở trên trên, rồi V chính giữa. Nhưng mà đặc biệt á là chỗ nào mà đau á thì là chỗ đó là mình tác động nhiều hơn. Mọi người thấy không? Điểm này đau này, bác người thấy không? Rồi đây nè. Thì bác cứ nói á là khi cái lỗ tai này biết hoàn toàn mà bây giờ bác bắt đầu nghe lỗ tai được rồi. Nếu như mà mình bơm máu đủ vô. Và khi bơm máu vô xong rồi á là thường thường á là mình cầm cái này kia để mình đẩy nó không có bị trở tay. Và nhớ là không có để móng tay nha.
và chúng ta đúng cái ngón cái vô đây nè, rồi mình nắm mình kéo lên, mọi người nhìn tôi làm này ha, thấy chưa? Tôi kéo lên vậy đó, rồi ở đây á, ta sẽ nắm ở cái bàn tay vậy, ta lặn xuống, mọi người nhìn thấy nha, đó, và một cái nữa là ta đút cái ngón này vô đây, và ta nông ra, mọi người nhìn tôi làm này nè. Đó, rồi một cái nữa là ta sẽ lấy từ đây đẩy ra. Nhưng mà nhớ là chúng ta làm thương nó xảy ra cái sơ xuất là vì lớn tuổi, da nó mỏng, dễ bị chảy máu. Thì mình phải nói cho người bệnh hiểu. Chứ không nghĩ là ta nói mình làm chảy máu ta này nọ các thứ. Rồi đút tay vô thấy chưa? Vì tôi nắm đây, tôi chỉ hạ lên cái. Và cái điều quan trọng là mọi người nhớ là mình không được vỗ tay. Vì mình vỗ mạnh vô đây nó sẽ bị bể cái màng nhĩ, đến cho màng nhĩ coi. Bây giờ bác nghe được chưa? Nghe được. Mọi người thấy chưa? Dạ. Tôi đi vòng qua nước và bây giờ bác nghe được rồi. Bây giờ mình vòng qua đây. Bác để nguyên. Để nguyên. Ok. Rồi, ở đây cũng để một cái tay mình vịn đầu. Một tay á. Mình đặt ở đây thêm bô máu lên. Rồi, buông máu xong rồi, ta buông cái lòng mạch cảnh. Rồi buông cái lòng mạch cảnh để cho máu lên não xong rồi, thì ta vê tay. Mà khi ta vê tay này hết nè, thì khi nào mà nghe thống hết cái tay này, thì cái hiệu quả của nó là mới có tốt. Rồi, năm ngón tay vào vô đây, cho máu vô tay. Khi máu vô tay rồi á, là chúng ta bắt đầu. Mọi người nhớ là tôi nói lấy cái tay này nắm đây dở lên nha, thì đây nha, nắm dở lên đó, rồi cái này nắm lần xuống đau là tại vì hôm qua mình làm rồi, bữa nay mình làm tiếp bác mới thấy đau nha. Rồi lần xuống rồi cái này móc ra nha. Rồi còn ở đây á thì nãy ra rồi xong rồi bắt bỏ tay chân ra đi. Bây giờ tay chân để bình thường lại. Rồi bây giờ tay chân để lại bình thường. Và bây giờ đến lúc là để như vậy đấy. Bây giờ cho bác nằm xuống. Nằm xuống chị Biên. Tôi sẽ kéo cái cổ bác để cho cái máu nó lên trên cái cổ này, lên trong đây vừa được, thì cái lỗ tai của bác sẽ nghe rõ còn hơn. Rồi mời bác nằm xuống. Thì mắt tai nghe thì đương nhiên mắt sáng, mũi thông, miệng lưỡi nếm nghe mùi vị ngon ha. Rồi bây giờ là tai bên đây là điếc hoàn toàn đúng không? Ở đây điếc hoàn toàn, tai này nè điếc hoàn toàn, tai này điếc hoàn toàn đã lâu lắm rồi, mười mấy năm rồi, mấy chục năm rồi chứ. Nhưng mà bây giờ thầy nói như vậy là tôi nghe bằng tai này thấy rõ là nghe bằng tai này chứ không phải bằng tai này. Mọi người bên kia nói thử coi bác nghe bên tai kia coi sao. Bác có nghe cháu nói không? Nghe.
Cái tay đó không được, bên đây là bên này nghe không được. Nên là bên tay nào nghe bên tay đó thôi. Bên này nói. Bác có nghe tôi nói không? Bác có nghe không? Nghe. Bây giờ tôi bịt tai này rồi, quý vị nói là tôi nghe thì tức là tôi nghe tai này. Tôi bịt rồi. Thôi bác nói đi, bác nói đi. Bác rồi, bác có nghe tôi nói gì không? Tên bác là gì? Tôi nghe thấy. Tên bác là gì? Không được rõ lắm nhưng mà có nghe thấy và có thể nhận ra được cái câu nói đó, nhận ra được cái câu hỏi đó. Tên bác là gì? Trả lời câu hỏi đi, nghe thì trả lời câu hỏi đi. Tên bác là gì? Xin nói lại. Ông lúc đấy ông hỏi đấy, tôi nghe rõ. Tên bác là gì? Tên tôi là gì phải không? Đúng rồi. Đó, vừa rồi tức là rõ ràng là tôi nghe bằng tay này. Mà cái tay này là cái tay đã điếc hoàn toàn mấy chục năm nay, ít thì cũng phải là 30-40 năm rồi. Chứ không phải là ít gì mà bây giờ tôi nghe được. Tuy rằng không rõ lắm nhưng mà vừa nghe vừa đoán vẫn được, chứ không phải là không nghe thấy tiếng động nữa, không phải như vậy, mà là nghe được tiếng nói và có thể đoán ra được cái câu hỏi của người ta. Ok, bây giờ bác nằm xuống đi, bỏ dưới đây, nằm xuống. Cái này quý vị quay phim cho rõ nè. Rất là đau. Mọi người hiểu một cái điều này nè, là khi mà tôi làm á, thì lúc mà tôi làm ở chỗ Quy là gì Quy? Thì mọi người mới thắc mắc đặt một câu hỏi tại sao á mà tôi làm mà không may còn đang găng tay. Thì mọi người hỏi vậy chứ có bị lây không? Thì vừa rồi có một cái anh bị eczema mà tay chân vậy đó. Tôi lấy cái tay tôi nói nè, giờ tôi tay cái tay vô trong đó. Mọi người thấy tôi có lây đâu. Là vì họ không hiểu là cái độ pH trên cái da của mọi người khác nhau. Người mà bị bệnh mấy ngoài da đó là cái pH của họ là dễ bị nhiễm, nhưng mà mình người bình thường không bao giờ bị. Cho dù mình lấy cái tay mình đẩy vô cũng vậy. Do đó là ngày xưa là tôi học ông thầy tây của tôi đó, thì ông không bao giờ mang mát, không bao giờ mang găng. Là lý do ông nói khi mà mình mang mát, mình mang găng đó, thì mình sẽ hoàn toàn khác với người bệnh. Mà làm người bệnh họ cảm thấy nếu mình có một sự chia cắt. Còn khi người làm thầy thuốc, giống như tôi, có nhiều người đâu có dám rời tay rời chân như vậy đâu. Thấy không? Thì như vậy á, là cái sự thân thiện giữa thầy thuốc với bệnh nhân, cái sự liên tâm với nhau mới được. Chứ nếu qua cái găng nó không có còn liên tâm nữa. Thấy không? Đi vào miệng rồi ra mũi. Nhưng mà cái mà ngũ bội và tam tinh á, cái của bà Lịch á, nó hay cái chỗ là gì biết không? Nó hay cái chỗ á, là khi mà mình đắc động cho nó đó, thì cái người bệnh á, sau khi bấm á, là cái chân ngồi khỏe lên. Thì bữa nay mọi người xem tôi, rồi hôm nay tôi bấm không có khóa, bữa nay tôi khóa cho mọi người xem. Thì cái khóa của cái đây á, là tôi khóa mạch máu xuống đây nè, một cái thuốc chặn cái mạch máu lên đây nè, và tôi bấm mọi người sẽ thấy là bác này không thể nào tưởng tượng được. Khi khóa cái này xong là kinh khủng khiếp lắm. Và chân nó giật lên cho mọi người nhìn xem nè, thấy chưa? Thành ra cái hay của
bên cái phương pháp này là cái khóa. Thấy không? Nhưng mà rồi hóp vô bác, hóp vô. Đau lắm. Thầy kỳ khóa là cái tay ở dưới mình phải nắm cái chỗ nào? Đâu, đây này, nắm chỗ này nữa. Trên. Rồi chừng nào thì mình mới mở, thưa thầy? Thì khi nào cũng không là mở. Và khi mà khóa thì là sống, là cái mạch máu á, là nó bấm nó đau, khủng khiếu, hớp hay khủng khiếu? Mà cái đặc biệt của cái khi mà khóa thì cái tác dụng này nó tăng lên cả chục lần. Ở đây mình thấy ta nắm nắm như thực ra ta khóa, ta khóa mạch máu đen, ta khóa mạch gì hết. Rồi một lần nữa, ok. Mà chỉ chạm vô thôi là nó đã dừng cả người. Xong. Tái sinh đau mới sống rồi, sống rồi, mừng bác. Rồi bây giờ mời bác đứng dậy cho bác đi, mọi người tránh ra cho bác đi. Đau quá không dậy. Giống anh ngồi xuống từ từ bị đau đó. Đây bác đưa đây bác, đây đưa cho bác uống. Có nước rồi. Thì khi mà cái thập là ngũ bộ tâm linh thì khi mình khóa một cái là bấm, là bấm tới đâu giật tới đó, bấm tới đâu giật tới đó. Dạ bây giờ xong rồi. Một hai. Rồi bạn. Lời nói đầu tiên của tôi là cảm ơn ông thầy. Mặc dù là rất là đau mà vẫn cảm ơn, là vì sao tôi nghe thấy nó rõ. Tôi hy vọng là cái buổi chữa ngày hôm nay là sẽ đem lại cho tôi cái thính giác để ít nhất là mình nghe thấy được những cái lời nói bình thường thôi. Mình chỉ cái ước mơ là nghe thấy những lời nói bình thường mà không phải ghé sát vào tai hay là nói to hay là gì đó. Tại vì mình nghe được cái lời nói bình thường, tức là mình coi như là mình sống lại được một nửa cuộc đời. Hốp đi anh em, chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125800 2299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123218 6688 hoặc 0983581652.